Xin chào cả nhà, đây là một dĩa cơm hải sản và một dĩa cơm rau cải xào chay. Xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ món cơm chiên đồ biển nha bà con, đồ hải sản. Thì ở đây cái này Lan mua đồ hải sản này ở đằng Khâu nè. Tại khu Lan ở hình như có người Việt nên ưa ăn đồ ăn đằng Khâu lắm bà con. Thì Lan chút xíu Lan xào cái này, Lan chiên cơm nha. Thì ở đây có hai cái trứng gà, cà rốt, củ hành, bông cải, hành lá. Gạo Lan bắt cơm nặng là mình làm cơm chiên đó. Thì bây giờ bắt đầu Lan để vô một miếng dầu ăn nha bà con. Tại mình nấu cơm mà mình chiên á thì bà con nấu bà con để dầu ăn nó chút xíu nó tự động hộp cơm nó rời ra đó. Đây Lan để cái này cỡ 2 muỗng ăn canh thôi nha, đừng nhiều quá. Lan để 1 muỗng muối nha. Chút xíu bột ngọt bà con xới lên cho nó đều đi nha, quậy lên gì nè cho nó đều rồi mình nấu. Thì mình trong cái lúc mình xào cơm á, thì nó không có bị chỗ mặn chỗ lạt đó, mình để như vậy rồi là nó xào cơm nó rất là vừa ăn. Thì tùy theo bà con nấu nhiều hay nấu ít nha, thầy Lan nấu cũng không có nhiều đó. Thì bây giờ mình đậy nắp lại thôi. Lan xin nói không có để đường nha, đừng để đường nha bà con, để đường nó bị khét nha, đừng để đường đó. Bây giờ Lan đậy nắp rồi mình nấu. Lan xới lên, Lan để đây cho nó nguội ăn thử miếng nha, nó mặn mặn ngon lắm mà bà con. Bây giờ mình để đây cho nó nguội nha. Thì trước tiên Lan xắt củ hành đi, mình xắt thật vụn đi nha. Lấy chén Lan để vô. Rồi bây giờ củ hành xong rồi Lan để qua một bên nha, cho nó chống trộn. Cà rốt thì mình chẻ nó ra, gì mình sắc cho nó nhanh chút xíu bà con. Chứ đáng lẽ không có sợ bệnh chạy lên sau mình mua, người ta bán sẵn vô bọc, người ta sắc sẵn luôn mà con cũng tiện lắm. Thôi giờ bớt bớt đi chút xíu đi. Đây Lan sắc thật lụa nha, trốn ở nhà chút xíu thôi con, đi hoài nguy hiểm quá. Rồi Lan để nó qua một bên nha. Bông cải này thì nó ngon hơn cái bông cải loại cái bông bự nha bà con. Rồi tới đây Lan bỏ cái này. Bây giờ Lan hút nó qua nha. Ớt Lan sắc hành lá luôn nha. Làm sẵn hết cái mình xào nhanh lắm bà con. Rồi xong xuôi. Xong rồi đây mình đi bắt chảo lên mình xào. Rồi bây giờ Lan để dầu ăn vô nha, chảo nóng nè. Củ hành, mình xào lên cho nó thơm nha bà con. Rồi cái Lan mới để cà rốt vô. Cà rốt nó lâu chín Lan để vô trước nha. Rồi
Lan để chút xíu muối thôi nha, đừng nhiều nha bà con, ít thôi. Tại trong cơm mình có để rồi, nên mình đừng có để nhiều. Chút xíu bột ngọt, chút xíu muối. Lan không có để đường nha, đường mà mình chiên hồi nó bị khét, Lan không có để đường. Bà con chiên này lửa lớn lớn nha, cho nó rút nước vô, đừng có để nó có nước nha, nó nhão cơm. Rồi Lan để cái gốc cải này vô trước nha, cái bông Lan để sang. Cái này nó lâu chín không, cái bông Lan để cái bông sang. Nhớ lửa lớn nha, đừng cho nó có nước ra nha bà con. Nhớ đừng cho nó có nước. Rồi bây giờ Lan để bông cải vô luôn. Rồi bây giờ đang để cơm vô nha, đang trộn luôn. Thì bây giờ bắt đầu mình bớt lửa thôi, chứ đừng có để lửa mạnh quá. Cái cơm này thì nó đã vừa ăn rồi nha bà con, mình chỉ trộn cho đều thôi. Vừa ăn ngon lắm mà bà con, Lan ăn thử lại rồi vừa ăn ngon lắm. Tại cái cơm này nó cũng đã vừa ăn rồi. Rồi bây giờ Lan xúc ra nha, xúc ra cho con dâu mình. Đây nha bà con, bây giờ cái đầu mình để hành lá rồi lên cho nó. Ngon chưa? Đó, rồi tới phần của mình thì muốn ăn cái kiểu gì thì để tôm, để đồ, Lan xào riêng để vô nha. Rồi, bây giờ Lan để dầu ăn vô nha. Gà vô chiên nha. Nó, con chó nó đi lắng quấn nó dưới giò, chút xíu cái mình đạp chúng nó la. Cái lăn con trứng mà Lan để vô cơm đó bạn. Đổ nó vô cơm. Lan để chút xíu dầu ăn nha. Để củ hành vô. Lan để chút xíu hành phi vô nha, cho nó khô. Rồi Lan để đồ biển vô, Lan xào. Cái này thì nó có cái lá thì là nha bà con, nhầm người ăn không được nha. Cái lá thì là nó hơi hôi á, nhầm người thì ăn không được, lá thì ăn được, không sao. Nếu ăn không được lá thì là thì mình mua về mình rửa nó đi. Cái này Lan để chút xíu hạt nêm vô cho nó vừa ăn. Ít thôi, đừng nhiều. Rồi nó chín rồi nha bà con, nhớ đừng có cho nó có nước nha. Nó phải ráo như nè, mình mới để vô cơm mới ngon. Đó, rồi bây giờ xong Lan trộn vô trong cơm nữa là rồi. Rồi bây giờ Lan để vô. Cái này có trứng, có đồ đây, Lan để này vô. Cái này là tốt ăn mặn, còn nãy ăn chay mình đã xúc ra rồi. Vừa chay mà vừa mặn, cho vui cả làng.
Đó, tại con mình nó ăn chay thì mình phải làm riêng vậy đó bà con. Cái chút chút hồi cũng đầy cái chảo thấy chưa, để hầm vô thêm nữa. Mình trộn đều lên vậy là được rồi nha bà con. Cái hột kêu hột cơm nãy mình đã chiên nó giòn rồi. Rồi bây giờ đang tắt lửa nha, mình xúc ra thôi. Xin chào cả nhà, tối nay Lan đã chuẩn bị xong dĩa cơm xào hải sản. Thì ở đây nó có hải sản, hình như nó có cá, mực, tôm, con scallop là con gì ta, con điệp. Hình như nó có nhiều thứ trong này lắm bà con, và con dồm nữa, giống như con nghêu ở Việt Nam mình đó bà con. Đó, nó bán chung thập cẩm tùm lum vậy đó. Thì mình xào với cơm ăn. Bên đây thì Lan có xào một dĩa cơm chay nha bà con. Thì nãy Lan có chia sẻ đó, thì tại con mình nó ăn chay thì nói chung Lan làm đồ mặn, Lan ưa làm mà. Giống như lấy ăn cái chút để mình làm đồ chay á cho con mình nó ăn. Mời cả nhà ăn cơm tối với gia đình Lan nha. Nếu ai có ăn chay thì trong nhà có người ăn chay thì làm giống Lan gì cũng được lắm. Thay vì mình mất công mình đi làm chi tùm lum ra, thay vì mình ăn cơm thì nó cũng ăn cơm giống như mình vậy đó. Mời cả nhà ăn cơm tối. Bà con có yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ giùm. Thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.